Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Trang, nhân viên của công ty Cosmos, đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu máy tạo nước Hero số 1 Nhật Bản, thương hiệu Chimion. Chúng tôi rất tự hào khi được phân phối thương hiệu chiếm gần 70% thị phần tại Nhật Bản, nơi mà không bất cứ quảng cáo nào ngoài chất lượng thực sự mới có thể chinh phục được người tiêu dùng. Trong clip ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu về cấu trúc và cách sử dụng của dòng sản phẩm Chimion Hyper. Trước hết, về cấu trúc của máy thì chúng ta có bộ lọc thô phục vụ chuyển nguồn điện từ điện 220V sang điện 110V. Máy Hyper và một vật phụ. Đầu tiên, nước máy của gia đình sẽ được cho qua bộ thành lọc với 6 đáy lọc có tác dụng lọc bỏ tạp chất, kim loại nặng, khử mùi, làm mềm nước và diệt khuẩn. Nước sau khi đi qua bộ thành lọc thì sẽ đi vào lõi lọc tinh tích hợp trong máy Hyper. Ở đây thì một lần nữa, nước được lọc sạch theo tiêu chuẩn GS, tức là loại bỏ đi 16 tạp chất theo tiêu chuẩn của Nhật. Sau đó thì nước sẽ đi ra vòi và chúng ta sẽ lấy nước uống trực tiếp. Vòi Hyper là vòi được lắp phụ cùng với cả vòi nước thông thường của gia đình. Và tiếp theo đây tôi xin được giới thiệu về cách lấy nước từ máy Chimion Hyper. Chúng ta có thể tạo ra được 8 loại nước từ máy Chimion Hyper. Chúng ta có thể thấy ở đây trên máy có 4 nút bấm. Nút đầu tiên là nút điều chỉnh nhạc. Chúng ta chạm nhẹ để bật nhạc. Và nếu chúng ta muốn nhạc to hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục chạm. Khi mở vòi, khi nhạc bắt đầu réo thì là lúc mà máy bắt đầu điện giải nước và chúng ta bắt đầu lấy nước để uống. Khi tắt nhạc, chúng ta có thể nhận biết được máy bắt đầu điện giải thông qua vòng tròn nhấp nháy ở trên máy. Chúng ta chờ một vài giây từ khi mở vòi đến khi máy bắt đầu điện giải để lấy nước uống. Nút màu đỏ là nước axit nhẹ, chúng ta có thể chạm nhẹ để lựa chọn. Loại nước này thì có hai nấc, đó là nấc hai vạch thì tương ứng với cả độ pH bằng 5.5 bằng với đặc độ pH của da mặt để dùng để sử dụng để xịt khoáng. Loại nước thứ hai là nước 4 vạch là nước có độ pH bằng 3.5, có thể sử dụng để sát khuẩn, ngâm chân. Nước màu xanh lá cây là nước lọc thường, được lọc qua bộ tiền lọc và lõi lọc tinh trong máy, dùng để pha sữa cho trẻ em, uống thuốc hoặc cho trẻ em dưới 3 tuổi uống. Nước không qua quá trình điện giải nên chúng ta sẽ không phải chờ nhạc báo hoặc tín hiệu nhấp nháy. Màu xanh dương là nước Hero. Để chọn nước Hero, chúng ta chạm nhẹ vào nút màu xanh bên phải. Nước Hero ở dòng máy Hyper có 4 nấc. Nước một vạch có độ kiềm hay còn gọi là độ pH vào khoảng 8 đến 8.5. Nước hai vạch có độ kiềm vào khoảng 8.5 đến 9.0. Nước ba vạch có độ kiềm vào khoảng 9.0 đến 9.5 và nước 4 có độ kiềm vào khoảng 10 đến 10.5. Khi mới dùng nước Hero để cơ thể quen dần thì thời gian đầu chúng ta sẽ dùng nước 1. Sau đó từ 1 đến 2 tuần chúng ta sẽ chuyển đến nước 2, tương đương với nước từ 8.5 đến 9.5. Và sau này khi chúng ta đã dùng ổn định rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang nước 3. Đối với nước 4, chúng ta dùng để nấu cơm, pha trà, pha cà phê. Và máy Hyper được trang bị thêm một cái nút chức năng nữa, đó là nút Turbo dùng để ngâm rửa rau củ quả. Thì khi chúng ta đang ở mức nước kiềm số 4 này, chúng ta sẽ mở máy để cho nước bắt đầu điện giải và chuyển sang chế độ Turbo. Như mọi người thấy, khi có tiếng nhạc hoặc là khi nhìn thấy vòng tròn nhấp nháy thì đấy chính là lúc nước nóng lửa và nước bắt đầu điện giải. Nước Hero được tạo ra từ máy Chimion được Bộ Y tế Nhật Bản công nhận là có khả năng cải thiện triệu chứng của bệnh dạ dày. Với tính năng dầu Hero trong nước thì nước Hero từ máy Chimion còn có khả năng ngăn ngừa lão hóa, giúp giảm chậm lại cái quá trình lão hóa. Đối với người lớn, để có hiệu quả thì chúng tôi khuyên là các bạn dùng nước thường xuyên hàng ngày từ 2 đến 2,5 lít. Đối với trẻ em dưới 3 tuổi, do cơ thể rất cân bằng về axit và kiềm nên chúng ta có thể chọn trẻ em uống nước lọc. Để hiểu thêm về công dụng của nước kiềm, các bạn có thể xem các clip khác của chúng tôi trên kênh YouTube hoặc là truy cập website. Chúng tôi rất mong muốn được chia sẻ tác dụng của nước kiềm đối với sức khỏe đến với nhiều người hơn nữa. Chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc.